Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sở tách con Luna để săn Aerob Clam sau này nha các bạn. Thì cũng có một số bạn yêu cầu mình làm những dự án như thế này thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu để làm cho các bạn nha các bạn. Thì để sở tách được cái con Luna này trên giấy Tira thì các bạn cần phải có một cái giấy Tira là dĩ nhiên rồi nha các bạn. Sau đó thì các bạn nào mà chưa biết về mạng Tira hay chưa có con UT từ mạng Tira thì các bạn xem lại cái video hướng dẫn chuyển UT từ mạng Binance Smart Chain sang mạng Luna nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở địa chỉ Tira của mình ra nha các bạn. Rồi sau đó sau khi các bạn có cái con UT trên ví Tira Wallet của các bạn xong thì các bạn sẽ swap qua con Luna nha các bạn. Đây chọn lại sẽ swap nha các bạn. Các bạn chọn con luôn UT nè, đây thì các bạn chọn Luna nè. Ở đây thì mình có 11 đô thì mình sẽ swap có 7 đô thôi các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi 0.1 các bạn bấm net nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confit nè. Rồi các bạn nhập mật khẩu vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm swap nè bạn. Hoặc các bạn nào không muốn swap thì có thể lên sàn Binance hoặc là Huobi hoặc là OKX mua con Luna nạp vào đây nha bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn để dưới phần link mô tả cho các bạn đó, hướng dẫn. Rồi các bạn ok nha bạn. Sau khi các bạn có cái con Luna xong thì các bạn nhấp vào một setting. Rồi các bạn chờ một xíu, mạng lát quá. Dạo gần đây nền tảng của Luna nó cho claim quá nhiều các bạn, nhưng mình claim được mấy con tức quá. Rồi các bạn bấm vào một setting full nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một detail nè các bạn. Sau khi các bạn sẽ tách vào đây thì 21 ngày các bạn mới có thể đắp sẽ tách được nha các bạn. Thì mình sẽ nhập vào 0.1 đi các bạn. Rồi bấm net nha bạn. Tùy theo các bạn sẽ tách nha bạn. Các bạn sẽ tách nhiều thì các bạn sẽ được nhận claim Aerob nhiều bạn sau này nha các bạn. Rồi bấm net nha các bạn. Nhưng mình khuyên các bạn sẽ tách cái khoảng 0.005 gì đi các bạn. Tầm cái khoảng 1 đô gì đi các bạn để sau này mình có cơ hội claim nha các bạn. Bấm kiểu confit. Thì đó như bạn nào không có tiền thì nên bỏ dự án này nha các bạn. Còn đó như bạn nào làm Aerob về có tiền thì hãy tham gia dự án này nha các bạn. Rồi các bạn nhập password của mình vào đây. Rồi các bạn chờ nó xác nhận chút xíu nha các bạn. Rồi bấm ok nha các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại nè. Rồi thì lãi suất của mình thì nó sẽ nhận về đây hàng ngày nha các bạn. Sau này có nhiều các bạn vào withdraw các bạn. Sau 21 ngày các bạn có thể unlock status, các bạn có thể rút ra được nha các bạn. Rồi, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn sẽ tách con Luna trên ví Tira trên dự án Staking Full đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.